Hello cả nhà. Nè một Tết cả nhà ơi. Quay từ ngoài cổng mình đi vô nha cả nhà. Quay từ cổng đi vô luôn nha cả nhà ơi. Giờ đi dưới gần gần hướng dưới lên. Hướng dưới lên cả nhà. Giờ lẫm ba lên luôn nè. Bán bậy nhá. Ờ, tụi này cũng quá nha. Ờ, bán bậy nhá. Tụi này tụi hết biết luôn. Thiệt chứ bộ con dễ thấy tụi nghiệp dữ. Có hôm qua thì có hứa bị bán không? Dạ ông Tổng. Để Tổng nữa mai bán. Không, đợi thế nè. Có hứa bán không? Mà ông Tổng thì bán là chị Nô đó. Giờ quay một cái cả nhà. Đây ngày nay là cúng mẹ mình luôn nha. Ngày một Tết luôn cả nhà. Đây sáng giờ không có quay. Cúng ông bà với cha luôn đó. Ngày mùng một thì cũng đưa lên quay luôn cả nhà. Giờ ngày một là con cháu về đầy đủ luôn cả nhà. Cái con này như cái luôn nhà. Không kéo lên. Đi lên nha cả nhà. Không cảm. Để coi xem đây có cái gì à. Rồi lén mấy bà chị gì vậy? Rồi vậy là vậy chỉnh còn thôi chừng nữa mà mình chuẩn bị mình hấp hôn lại. Bà hấp hôn lại. Cảm ơn cho bà anh giảm đi. Nghe bà. Chào cái ơi Nút. Chào cả nhà. Thì bởi tại vì nó mua ở đây là 26-27 ngàn rồi. Thì em đứng bán 30 rồi. Kiếm tiền mất rồi nữa. Đây bạn nói mấy giờ cơ nhỉ? Còn ở đây là thờ của cha mẹ. Rồi mình xin kết thúc video cả nhà, video ngắn cả nhà. Xem nhớ ủng hộ một like cả nhà. Cho mình một lượt thích mà nhớ chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh mình với cả nhà yêu ơi. Rồi bye cả nhà yêu.